Người tiêu dùng với hành vi thiếu của bạn để chúng ta làm sẽ có thể tiêu diệt đối thủ. Thân mến, trong khi thi hành nhiệm vụ chôn cất thi hài này theo truyền thống Công giáo, mọi vật đều phải trung thành sống cho Chúa. Vậy chúng ta lại xin Chúa cho thi hài người chị em mà chúng ta đang chuẩn bị chôn cất vì xác thịt hư nát. Nhờ người tin Chúa nguyện xin lượng nhân từ trong khi xét xử để người này được cứu độ và giải thoát khỏi hình phạt tội lỗi, được giao hòa với Chúa Cha, được đấng chăm chiên lành ôm vào lòng, đưa về đoàn tụ cùng vua muôn đời để đáng hưởng buồn vui bất diệt làm một với cộng đoàn các thánh. Xin cho chúng con được hy vọng chắc chắn người chị em này sẽ được sống lại cùng Chúa Kitô trong ngày sau hết, cũng như mọi người đã qua đời trong ơn nghĩa Chúa Kitô. Chúng con cảm tạ Cha vì Cha đã ban mọi ơn huệ dồi dào cho người chị em chúng con khi họ còn sống ở trần gian này, khiến chúng con nhận thấy bằng chứng lòng nhân hậu của Cha và bằng chứng của sự các thánh khẩn nguyện mà mở cửa thiên đàng cho tôi tớ Chúa, và cho chúng con đang còn ở lại được dùng lời lẽ đức tin mà an ủi nhau, đợi ngày mọi người tái ngộ trong Chúa Kitô được sống mãi với Chúa và bên cạnh người chị em chúng con, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Nghi thức tiễn biệt kết thúc, bây giờ là nghi thức tiễn đưa. Lời cảm ơn con tâm cùng toàn thể cộng đoàn Thiên Chúa trong giáo xứ và ngoài xứ vì của con là Maria Đức Kỳ Lệ cho các tăng vật hiểm nghèo thăm hỏi đầu tiên và ban các phép nghi thức. Đây thì con mẹ đồng Chúa quan tâm yêu ái của cha xứ thánh lễ an táng cầu nguyện cho linh hồn Maria thì của con, thay mặt cho gia đình con xin dâng lời tạ ơn. Tôi xin trân trọng cảm ơn quý ban mục vụ giáo xứ, ban thánh ca, ban kèm, ban đông của cộng đồng Đức Chúa đã giúp đỡ và nhận dân thánh lễ cầu nguyện cho linh hồn. Một lần nữa thay mặt cho gia đình con xin chân thành cảm ơn.
Thank you.
ơn Đức Chúa Giêsu là đấng lòng lành vô cùng. Hãy làm cho huyệt này cùng dậy một thánh thiên thần canh giữ, vì có xác Maria táng ở đây. Xin tha các tội cho linh hồn Maria và cho được lên thiên đàng làm một cùng các thánh vui vẻ vô cùng. Vì điên. Lạy cha có đến giờ hiện với đất cũng như trên trời, khi ông mai đến và đã cho giới ở cùng mà có con con như chúng con đã con nhỏ con chân đầy con đã đến con chỗ những kiếm hôm qua đã vừa sự tự amen. Tôi tin kinh đưa Chúa Trời là chiếm trời đất. Tôi tin kinh đưa Chúa Giêsu Kitô là một Chúa Cha cùng là Chúa chúng con, bởi phép đã đồng thế những năm đời con phong Tiêu Pilato, sẽ ra lên trên cây thánh giá chết và tháng xa xuống ngục tổ tông. Ngày thứ ba vẫn trời ngờ bên yêu đưa chúng, ngày sau bơi rời lại xuống quang xem kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kinh đưa Chúa Thánh Thần Chúa ở khắp thế này, các thánh thông cường. Tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy. Amen. Lạy ơn Đức Chúa Giêsu lành vô cùng, xin tha hằng phạt cho linh hồn Maria chúng con đã cầu nguyện hôm nay và quan tâm nơi lỡ luyện tội thì trên mơ cho tù rằng ấy cho ra mà đem lên cho nữa mọi sự vui thật là nước thiên đàng, vì công nghiệp Chúa đã chịu nan chịu chết vì chúng con. Amen. Chúa xin Chúa hãy thương nhân đời con kêu van cầu xin, nếu Chúa chấp tội nào ai thôi thường, bởi Chúa hằng có lòng lành cùng vì lời Chúa phán ngữ. Bà được nghỉ yên nam yên. Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, Chúa đã ban dạy rằng mày hãy xin Chúa nghe lời con cầu nàng cho các linh hồn ấy vào, xin cho các linh hồn ấy được sự cho linh hồn Maria được lên chốn nghỉ mặt nơi Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.